tiếp đón Burnley trên sân nhà ở vòng 24 Premier League. MU nhập cuộc tốt hơn khi kiểm soát thế trận và tạo ra cơ hội trước đối thủ. Tuy nhiên, việc không thể tận dụng cơ hội đã khiến MU phải trả giá khi Burnley ghi đến hai bàn thắng nhờ công của Chris Wood và Jay Rodriguez, trong khi MU lại hoàn toàn bế tắc trong tấn công. Thất bại 0-2 khiến MU bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ tư là Chelsea. Không những thế, họ còn để Tottenham bắt kịp điểm số và đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 5 nếu Wolverhampton đánh bại Liverpool sau đó một ngày. Cũng vào đêm qua tại vòng 24 Premier League, Leicester City vượt qua West Ham United với tỷ số 4-1, trong khi đó Tottenham vượt qua Norwich City với tỷ số 2-1. Trong trận tứ kết Coppa Italia giữa Juve với Roma, Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc của mình với bàn mở tỷ số để các đồng đội tiếp đà thăng hoa đã đến 3 bàn thắng vào lưới AS Roma ngay trong hiệp 1. Roma chỉ có được bàn gỡ nhờ tình huống chạm bóng vào lưới nhà của thủ thành Buffon. Với kết quả này, Adam Jardine Turin sẽ tiến vào bán kết Coppa Italia. Theo kết quả bốc thăm ở vòng bán kết, đội bóng của huấn luyện viên Sarri sẽ đối đầu với đội bóng thắng ở cặp giữa AC Milan và Torino. Dù chỉ phải tiếp đón đội bóng hạng 3 là Ibiza, thế nhưng Barca lại gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với câu lạc bộ tí hon này. Barca bất ngờ có pha thủng lưới sớm nhờ công của Pep Caballé bên phía Ibiza. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, Griezmann đã cứu Barca vào một ngày thi đấu chói sáng với một cú đúp, đặc biệt là bàn thắng ấn định kết quả ở phút thứ 90+4. Thắng sát nút đối thủ, Barca đi tiếp vào vòng 1/16 cúp nhà vua. Tuy vậy, đây không phải là một trận đấu thật sự xuất sắc với thầy trò Quique Setién khi không có những nhân tố quan trọng trong đội. Cũng vào đêm qua, Real Madrid cũng có được thắng lợi 3-1 trước câu lạc bộ Union Stade de Salamanca ở khuôn khổ cúp nhà vua Tây Ban Nha. Theo Marca, UEFA đang theo dõi kỹ vụ án dàn xếp tỷ số đang gây rúng động Tây Ban Nha qua lời khai của cựu giám đốc câu lạc bộ Osasuna, Ángel Luis Vizquel. Liên đoàn bóng đá châu Âu được cho là sẽ sẵn sàng phạt 4 câu lạc bộ có dính líu tới vụ dàn xếp này là Osasuna, Celta Vigo, Real Betis và Espanyol ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Trước đó, ông Vizquel đã tiết lộ có việc dàn xếp tỷ số tại La Liga vào hai mùa giải 2012-2013 và 2013-2014 để tránh xuống hạng. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha một quan chức khẳng định điều này. Trong phiên tòa, Vizquel cũng chỉ ra những cầu thủ nhận tiền để bán độ bên phía Real Betis, đó là Jordi Figueras, Xavi Torres và Antonio Amaya với mức phí 1 triệu euro cho mỗi người. Theo Mino Raiola, Man United không đáp ứng được tham vọng của Paul Pogba trong nhiều năm nay nên tiền vệ người Pháp có thể ra đi vào cuối mùa giải này. Tôi không khẳng định điều gì chắc chắn cả. Hôm nay Paul không vui vì không thể ra sân thi đấu. Cậu ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tôi phải nói rằng Paul đã trở lại Man United ở thời điểm nhiều người không nghĩ rằng cậu ta sẽ trở lại. Vào mùa hè tới, chúng ta phải xem Paul có nằm trong kế hoạch của Man United hay không và Man United có còn nằm trong kế hoạch của Paul hay không. Raiola chia sẻ trên Sky Sports. Theo báo giới Anh, ngay ở thời điểm này, siêu cò Mino Raiola đã liên hệ với nhiều đội bóng trong đó có Real Madrid và Juventus. Đây được xem là hai bến đỗ tiềm năng nhất của Paul Pogba nếu tiền vệ người Pháp quyết định chia tay Man United. Còn với Man United, huấn luyện viên Solskjaer đã sẵn sàng để Paul Pogba ra đi vào cuối mùa. Ở trận bán kết sớm vào ngày 22 tháng 1, UEFA Ả Rập Xê Út đã xuất sắc vượt qua UEFA Uzbekistan để biến họ thành cựu vương của giải đấu với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng định đoạt ở thời điểm cuối trận của UEFA Ả Rập Xê Út đến nhờ công của An Omran. Trong trận bán kết sau đó, UEFA Hàn Quốc đã hạ đẹp đối thủ UEFA Australia với thắng lợi 2-0 cùng một thế trận áp đảo đối thủ. Hai pha lập công của Hàn Quốc đến từ bàn thắng của Kim Dae-won và Lee Dong-kyung. Như vậy, UEFA Hàn Quốc sẽ gặp UEFA Ả Rập Xê Út ở trận chung kết UEFA châu Á 2020 vào ngày 26 tháng 1, tức là ngày mùng 2 Tết. Hai đội bóng này mặc định sẽ có tấm vé đi tiếp đến Olympic Tokyo mùa hè tới. Trong khi đó, UEFA Uzbekistan và UEFA Australia sẽ đá trận tranh hạng 3 để tranh tấm vé còn lại đi Olympic Tokyo vào ngày 25 tháng 1, tức là ngày mùng 1 Tết.